bạn, hôm nay là sáng chủ nhật nha. Team của mình ra sân pickleball. Rất là ngầu nha. Giờ không team không mạc nữa nha, đó thấy không? Đi rồi. Bây giờ pickleball là thấy không? Team mạc. Ok, ghép vô. Ngầu chưa? Đây cái play giật nha mấy bạn. Tại nó thấy con này á. Cho sân, cho sân. Đại ơi. Ồ, hôm giờ chạy vô cái sân liền luôn. Ai hả? Ờ, bít cơ bồ, dẫn đương viên bít cơ bồ. Ngầu chưa, ngầu chưa. Ngầu luôn, ngầu luôn. Thể lộ cái cách chơi này á. Bây giờ nó mới, nó mới nha. Bây giờ á là mình một bên mình có hai người. Không? Mình chơi á mà sao mà nó là nó vậy đó. Mình rồi, cứ vậy đi. Vậy hả? Ok. Khởi động đi. Khởi động đi. Rồi, khởi động. Đó. Mạnh lên. Cái đội chứ mà nó lỗ hoài. Vô đứng luôn đi. Ờ, hai đứa được đánh à. Đó, đúng rồi đó, vô phát mạnh ghê mà. Đó, cái này vô, đó. Á, à, trời vô mặt chứ. Đó, tỉnh thủ nha mấy bạn. Hai. Trời ơi, vô mặt tôi. Nhiều quá, nhiều thôi. Tiếng luôn.